Xin kính chào toàn thể quý thầy cô thân mến, chào mừng tất cả quý thầy cô đã quay trở lại với kênh YouTube của thầy Long Tiểu Học. Trong một cái thời gian dài công tác cũng như là tham khảo ý kiến của các đồng nghiệp chuyên môn, thì hôm nay em xin gửi đến quý thầy cô 10 phương pháp tạo bài giảng để gây thu hút và giúp học sinh hứng thú và không làm việc riêng trong các giờ học của mình. Trước khi đi vào những phương pháp chi tiết thì em mong quý thầy cô hãy để lại cho một like, một đăng ký kênh cũng như một chia sẻ. Đây cũng là một cái điều động lực nhỏ giúp em có những video hấp dẫn và hay hơn gửi đến quý thầy cô trong thời gian sắp tới. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu 10 phương pháp chi tiết như sau. Ở cái phương pháp đầu tiên đó là khi mà quý thầy cô chúng ta sẽ bắt đầu bài giảng với một trò chơi, thì hầu như là ở phương pháp này thì em thấy đa số là các quý thầy cô đều chuẩn bị rất là tốt. Khi mà chúng ta bắt đầu bài giảng một trò chơi thì cái phương pháp này nó sẽ tạo hứng số thú cho học sinh thường xuyên, học sinh xuyên suốt trong một buổi học. Thì cách vào bài này là có lôi cuốn, hấp dẫn và rất là cần thiết. Thay vì quý thầy cô vào bài trực tiếp thì các quý thầy cô hãy bắt đầu vào một vấn đề mà để thu hút được học sinh tham gia, và đó cũng là một cách hiệu quả nhất để học sinh nhanh chóng vào bài. Ví dụ khi mà chúng ta chuẩn bị một trò chơi liên quan đến bài giảng hay là một trò chơi khởi động, thì hay đó cũng là một trò chơi mà có thể giúp học sinh ôn lại được các kiến thức cũ, và khi đó làm cho học sinh có cảm thấy hứng thú để bắt đầu vào bài mới ngay từ lúc đầu. Cái phương pháp thứ hai á, là quý thầy cô nên lồng ghép câu chuyện minh họa của mình vào một bài giảng. Thì ở cái cách này thì đây cũng là một cái cách mà để thay đổi cái khẩu vị của bài giảng á. Thay vì là vì sao học sinh vì 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 sao mà cái quý thầy cô giảng, thì thay vì là quý thầy cô cứ giảng thì bây giờ mình sẽ thay thế vào một cái là lồng ghép câu chuyện minh họa. Thì đối với học sinh tiểu học á, thì thường rất thích nghe kể chuyện, vì đơn giản á, là cái điều kể chuyện nó ra làm giải tỏa những cái căng thẳng trong quá trình học tập. Thì học sinh sẽ được phép tưởng tượng theo những gì thầy cô kể, thay vì là cứ chầm chầm là phải nhìn vào sách, vào vở hay vào chiếc bảng đen. Thì những thứ đó đôi khi sẽ khiến cho học sinh nhàm chán, nhưng còn một vấn đề là khi mà chúng ta kể thì phải xác định là kể gì và kể như thế nào. Thì điều này sẽ phụ thuộc vào cái cách linh hoạt của mỗi thầy cô khi lồng ghép các câu kể chuyện vào bài giảng của mình. Thì ở cái phương pháp này thì em cũng đã áp dụng vào đối với học sinh lớp em, thì em thấy cái phương pháp này nó rất là hay. Khi mà chúng ta lồng ghép vào một cái câu chuyện minh họa cho bài giảng thì nó rất là hay. Ở cái này thì em đã sử dụng ở trong cái môn khoa học, lịch sử và địa lý, em thấy rất là hiệu quả. Em cũng hy vọng là quý thầy cô chúng ta sẽ thử một cách nào đó lồng ghép câu chuyện minh họa vào cho bài giảng. Ở cái phương pháp tiếp theo á, là quý thầy cô hãy trưng bày các sản phẩm của học sinh. Khi là học sinh tiểu học á, thì chúng ta hãy trưng bày các sản phẩm của học sinh trên tường lớp hoặc là ở một vị trí nào mà thật đẹp trong lớp học. Ví dụ như là trong lớp thì ở cuối lớp hay là ở gần bà giáo viên hay là trong hành lang của trường. Mà khi mà quý thầy cô trưng bày á, thì học sinh nó cảm thấy tự hào về những gì mà các em đã làm và được ghi nhận. Và khi biết rằng là một học sinh thì cũng muốn các bạn khác trong lớp và trong trường chú ý đến, và khi đó thì học sinh của mình nó sẽ làm mà tốt hơn và cái học việc học tập của nó sẽ hiệu quả hơn. Về cái phương pháp thứ tư ấy, là mình sẽ sử dụng chuyện kể để rèn tính cái trật tự. Thì ngoài việc mà chúng ta lồng ghép kể chuyện vào các môn học á, thì chuyện kể thì quý thầy cô sẽ sử dụng ở những cái hoạt động ngoài giờ hoặc là hoạt động sinh hoạt lớp. Thầy cô thì có thể tổ chức cho các em đóng vai theo câu chuyện nào mà các em yêu thích để tạo những cái sự phấn khích, và em cũng tin chắc rằng là cái quá trình này nó sẽ giúp được cho các em có một cái thói quen là tập trung chú ý trong cái khoảng một thời gian lâu hơn, và khi thông qua đó thì học sinh sẽ giữ được trật tự trong suốt tiết học của mình và không bị gò ó hay gượng ép. Và một khi mà đã khắc phục được cái tình trạng mất trật tự hay nói chuyện trong giờ học á, thì học sinh của chúng mình nó sẽ trở nên ngoan hơn và dẫn đến cái việc học tập tốt hơn. Và bài học mà khi các em được tham gia sôi nổi trong nề nếp nghiêm túc á, thì chính vì thế và chất lượng của cái tiết học nó sẽ được nâng cao và hiệu quả giáo dục của chúng ta sẽ ngày càng được cải thiện hơn. Về cái phương pháp thứ năm á, là cái phương pháp mà chúng ta cần phải thường xuyên thực hiện, đó là tăng cái sự tương tác giữa thầy cô và học sinh. Thì để khi mà thu hút bài giảng bằng cách nào đó thì cái sự tương tác giữa học sinh và giáo viên rất là cần thiết. Bây giờ quý thầy cô thử tưởng tượng nếu mà chúng ta nói thao thao bất tuyệt mà học sinh không tương tác thì chắc chắn cái bài học hôm đó sẽ không hiệu quả. Cho nên là trong mỗi giờ học thì giáo viên cần phải giao lưu với học sinh bằng nhiều cách khác nhau. Có thể giáo viên hỏi học sinh trả lời, hoặc là giúp các em thư giãn bằng việc nói chuyện với các em bằng
Một vấn đề cuộc sống là đôi khi liên quan đến bài học ở cái phương pháp, nhất là các môn tự nhiên liên quan đến đời sống. Phương pháp này thì em mong quý thầy cô chúng ta cần phải áp dụng thật là nhiều. Ở cái phương pháp thứ sáu á, là chúng ta cần phải sử dụng các hình ảnh và nội dung bài giảng, nếu không chỉ là qua những trò chơi, những câu chuyện, mà hình ảnh á, nó là một cái cốt lõi thu hút được, lôi cuốn được học sinh tập trung, không làm việc viên trong suốt tiết học. Quý thầy cô biết vì sao? Đơn giản á, là đối với trẻ tiểu học thì hình ảnh có nhiều màu sắc, và trong trường hợp này thì cũng giống như cái câu mà xanh xanh đỏ đỏ trẻ nhỏ nó ham ấy, thì các học sinh tiểu học thì khi mà nhìn thấy cái hình ảnh có nhiều màu sắc thì chắc chắn là nó sẽ dồn sự chú ý vô cái hình ảnh đó. Thì những bài giảng nếu mà đơn thuần nghe cô đọc á thì không thể nào hứng thú bằng những bài giảng mà có hình ảnh. Những hình ảnh sẽ giúp trẻ con không chỉ cảm thấy nhàm chán mà học tập tập trung hơn, mà lại dễ hiểu bài hơn nữa. Thì để lồng ghép được cái hình ảnh á, thì em thấy đa số là chúng ta sử dụng cái phần mềm PowerPoint và cái trình chiếu là tiết dạy nó rất là vô cùng hiệu quả và có cái tính tập trung cũng như thu hút của trẻ rất là cao. Ở cái phương pháp thứ bảy á, là quý thầy cô hãy thử một cách nào đó giảng bài theo một cái cách hài hước. Thì cái mỗi thầy cô sẽ có một cái tính cách khác nhau, thì cái phong cách mà hài hước á, là giúp giáo viên hòa đồng, nó sẽ gần gũi với học sinh hơn, vừa giúp cho cái giờ dạy của chúng ta bớt được căng thẳng, và khi đó thì tạo được cái không khí trong lớp học nó thoải mái hơn và vui nhộn hơn. Thì nếu mà những giáo viên nào mà có khiếu hài hước ấy thì bao giờ cũng sẽ tạo được cái thiện cảm và để lại cái ấn tượng rất là lớn đối với học sinh, và được một cái là đặc biệt là học sinh nó rất là yêu mến và nhớ những cái thầy cô nào mà có cái năng khiếu hài hước. Ở cái phương pháp thứ 8 là quý thầy cô nên tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động nhóm. Thì đối với học sinh tiểu học á, thì vẫn đang ở cái độ tuổi chơi, nên là thầy cô không nên chỉ có dạy và suốt cả một tiết học, mà hãy để cho các bé được thư giãn đầu óc. Đôi khi chúng ta sẽ tổ chức hoạt động nhóm không phải là chơi, mà để cho các bạn trẻ chúng ta hiểu được rằng là cái cách phân chia nhóm mà để giúp cho các bé thảo luận. Việc tạo nhóm thì sẽ giúp cho học sinh mỗi em tự suy nghĩ. Bên cạnh đó thì việc hoạt động tạo hoạt động nhóm thì sẽ giúp cho các em gắn kết lại với nhau hơn và thành một tập thể là rất là đoàn kết. Ở các phương pháp thứ 9 là chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ bài soạn. Thì cái bài soạn nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái việc thành công của buổi họp hôm đó. Nếu mà chúng ta chuẩn bị kỹ bài học thì em đảm bảo là cái bài giảng của chúng ta sẽ được rất là hay và rất là trọng tâm, sẽ tóm gọn được những cái kiến thức chung nhất và gồm những ý chính, và sẽ giúp cho học sinh của chúng ta nắm bắt bài nhanh hơn và bài giảng không có dài, không có trọng tâm. Và cái phương pháp thứ 10 á, đó là chúng ta cần phải trở thành một cái tấm gương sáng để học sinh noi theo. Thì đối với học sinh tiểu học á, thì nó luôn tôn thờ cái giáo viên chủ nhiệm, tức là cái người trực tiếp giảng dạy và chăm sóc nó trong một suốt quá trình học tập á. Vì thế mà chúng ta cần phải có là một cái tấm gương sáng. Thì học sinh tiểu học thì rất hay bắt chước, nếu như mà giáo viên mà tấm gương sáng học sinh noi theo thì cái lớp đấy rất là sẽ là học sinh rất là tốt. Giáo viên là một tấm gương, vì chúng mình có thể là một tấm gương trên mọi lĩnh vực, như là học tập chẳng hạn, như là sinh hoạt này, hay là về đạo đức đó. Thì đó những là những cái tấm gương rất là lớn để giúp cho học sinh noi theo. Rồi, và em xin tóm lại là cái 10 phương pháp để giúp cho bài giảng của chúng ta thú vị hơn, đó là quý thầy cô hãy ghi nhớ: một là chúng ta sẽ bắt đầu bài giảng với một trò chơi; hai là lồng ghép câu chuyện minh họa vào cho bài giảng; thứ ba là trưng bày các sản phẩm của học sinh; thứ tư là sử dụng chuyện kể để rèn tính trật tự; thứ năm là chúng ta sẽ tăng sự tương tác giữa thầy cô với học sinh; thứ sáu là sử dụng hình ảnh nội dung vào bài học; thứ bảy là chúng ta cần phải giảng bài theo một cái cách hài hước nào đó; thứ tám là tạo cho học sinh tham gia hoạt động nhóm; thứ chín là chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ bài soạn của mình; và thứ 10 là chúng ta nên trở thành một tấm gương sáng để học sinh noi theo.